Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6 bài số 11 nhé. Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em hết quảng cáo giúp Thầy Liêm. Đây thầy có nhiều kinh phí. Để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Dùng các tính chất chia hết, có thể giải thích các dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5. Một nhỏ nhận xét mở đầu. Ta thấy 90 thì mình có thể phân tích ra là hành 9 nhân cho 10. 10 mình có thể phân tích ra sẽ là 2 nhân 5. Như vậy 90 sẽ bằng 9 nhân 2 nhân 5. Như vậy mình thấy một tích có 2 và 5 thì chắc chắn tích đó sẽ chia hết cho 2 và cho 5 nha. Tiếp theo là 610 thì mình có thể phân tích là 61 nhân cho 10. 10 này mình tích ra là 2 nhân 5. Bây giờ 610 mình phân tích sẽ thành là 61 nhân 2 nhân 5. Như vậy tích này có 2 và 5 thì chắc chắn chia hết cho 2 và cho 5 luôn. Tương tự 1240 mình sẽ phân tích thành 124 nhân cho 10. 10 này tích phân tích là 2 nhân 5. Như vậy là 1240 sẽ phân tích là 124 nhân 2 nhân 5. Một tích mà có 2 và 5 mở rộng thì mình sẽ chia hết cho 2 và 5 luôn. Nhận xét là mình thấy những số này có gì đặc biệt không? Tận cùng đều là không đúng không? Ví dụ những số mà tận cùng là không thì sẽ chia hết cho 2 và cho 5 luôn nhé. Giờ mình nhận xét là các số có chữ tận có chữ số tận cùng là không đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Tiếp theo là hai nhỏ dấu hiệu chia hết cho 2. Mình ví dụ xét số n bằng 43 sao. Nếu mình khai số sao bởi chữ số nào thì n sẽ chia hết cho 2. Khai dấu sao bởi chữ số nào thì n sẽ chia hết cho không chia hết cho 2 nhé. Như vậy thầy sẽ giải nhé. Ta viết là 43 sao thì mình có thể phân tích ra là 430 cộng với sao. Ví dụ 432 thì mình tách ra là 430 cộng 2 đúng không? Như vậy nếu mình khai dấu sao bằng số chẵn 0, 2, 4, 6, 8 tức là những số chẵn thì số đó sẽ chia hết cho 2 vì cả hai số hạng đều chia hết cho 2. Ví dụ đây là 432 thì mình phân tích là 430 cộng 2. Như vậy số này cũng chia hết cho 2, số này chia hết cho 2 thì tổng sẽ chia hết cho 2. Đúng không? Như vậy mình có kết luận 1. Số có chữ số tận cùng là số chẵn thì sẽ chia hết cho 2, đúng không? Nếu hai chữ số sao bởi một chỗ không xây, hai số chẵn mà mình khai số lẻ. Nếu hai số sao bởi một trong các số chữ số, số 1, số 3, số 5, số 7, số 9, tức là mình khai những chữ số chẵn thì n sẽ không chia hết cho 2 vì một số hạng không chia hết cho 2, số hạng còn lại chia hết cho 2, đúng không? Ví dụ ở đây là mình khai bằng số 1, 431, 431 thì mình phân tích là 430 cộng 1 thì 1 không chia hết cho 2, còn 430 chia hết cho 2 nên tổng sẽ không chia hết cho 2, đúng không nào? Như vậy mình kết luận là kết luận số 2 là số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì sẽ không chia hết cho 2 nhé. Như vậy mình sẽ nhớ đây là phần chú ý, phần ghi nhớ của mình. Các số có chữ số tận cùng là số chẵn thì sẽ chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2 thôi. Có nghĩa là những số mà có chữ số tận cùng là số lẻ thì sẽ không chia hết cho 2 nha. Giờ tiếp theo là chấm hỏi 1. Trong các số sao, số nào chia hết cho 2 và số nào không chia hết cho 2? Như vậy là những số nào mà tận cùng là số chẵn 0, 2, 4, 6, 8 thì sẽ chia hết cho 2. Như vậy mình kết luận là những số chia hết cho 2 là 380, 328 đúng không? Tận cùng là 8 nè. 1234 tận cùng là 4. Cả hai số này sẽ chia hết cho 2 vì hai số này có tận cùng giữa số là số chẵn nhé. Còn các số mà không chia cho 2 cho sẽ là 1437 và 895 vì hai số này có chữ số tận cùng là số lẻ. Giờ tiếp theo bài nhỏ dấu hiệu chia hết cho 5. Ví dụ xét số n bằng 43 sao. Hai dấu sao bởi chữ số nào thì sẽ chia hết cho 5 và hai dấu sao bởi chữ số nào thì không chia hết cho 5. Giờ bây giờ mình sẽ tách ra 43 sao, mình có thể tách là 430 cộng chữ sao. Như vậy nếu mình khai dấu sao bằng chữ 0 bởi chữ số 0 hoặc là chữ số 5 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 5 vì 430 chia hết cho 5, số sao này
0 hoặc 5 sẽ chia hết cho 5, đúng không? Như vậy mình kết luận 1 là số có tiêu chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì sẽ chia hết cho 5 nhé. Còn nếu mình thay dấu sao bằng các chữ số khác như là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 thì n sẽ không chia hết cho 5. Vì một số hàng không chia hết cho 5, còn số hàng còn lại là chia hết cho 5 nhé. Như vậy mình sẽ có kết luận 2. Số có chữ tử số tận cùng là khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5 nhé. Như vậy là mình sẽ ghi nhớ cái đây phần ghi nhớ của mình. Các số mà có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì sẽ chia hết cho 5. Và những số còn lại có nghĩa là chỉ những số đó mới chia hết cho 5 mà thôi. Giờ tiếp theo là chấm hỏi 2. Điền chữ số vào dấu sao để được số là 37 sao chia hết cho 5. Giờ thầy sẽ trả lời câu chấm hỏi 2 nhé. Như vậy ta có thể điền chữ số 0 vào vị trí sao hoặc là chữ số 5 cũng được, đúng không? Thì lúc này sẽ trở thành 370 hoặc là 300 và 375. Thì hai số này sẽ chia hết cho 5. Vì tận cùng là 0 và 5. Tận cùng 0 hoặc là 5, đúng không? Thì sẽ chia hết cho 5 nhé. Giờ như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nhé. Trong các số sao, số nào chia hết cho 2 và chữ số nào chia hết cho 5? Như vậy là những số chia hết cho 2 thì mình xem tận cùng là số chẵn là chia hết cho 2 nhé. Giờ mình thấy là 6, 5, 2 tận cùng là số 2 nên sẽ chia hết cho 2, đúng không? Còn 8, 50 có chữ số tận cùng là 0 là số chẵn nên sẽ chia hết cho 2 và 5 luôn. Tận cùng 0 thì sẽ chia hết cho 2 và 5 luôn nha. Còn 1546 tận cùng là 6 là số chẵn nên sẽ chia hết cho 2. 785 có tận cùng là số 5, chữ số 5 đúng không? Nên sẽ chia hết cho 5. Còn 6321 có chữ số tận cùng là 1 nên sẽ không chia hết cho 2 mà cũng không chia hết cho 5 nha. Giờ như vậy mình câu xong câu 91, mình sẽ qua tiếp câu số 92 luôn nha. Giờ câu số 92, trong các số sao 2141, 1345, 4620 và 234, trong các số đó thì mình thấy là số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. Câu B thì ngược lại, số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2. Và câu C là những số chia hết cho cả 2 và 5 luôn. Giờ thầy sẽ làm câu 92. Như vậy là ta có 2141 là tận cùng là 1 nên sẽ không chia hết cho 2 mà cũng không chia hết cho 5 nha. Còn 1345 tận cùng là 5 nên sẽ chia hết cho 5 nhưng mà không chia hết cho 2. Tiếp theo là 4620 tận cùng là chữ số 0 nên sẽ chia hết cho cả 2 và 5. Và số 234 thì mình thấy tận cùng là 4 nên sẽ chia hết cho 2 nhưng mà không chia hết cho 5. Vậy là mình có kết luận ở câu E là số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. Thì chính trong 4 số đó mình sẽ thấy chỉ có 234 là không mãn điều kiện, đúng không? Còn những số mà chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 sẽ là 1345. Và số mà chia hết cho cả 2 và 5 chính là 4620 nha. Giờ như vậy mình xong câu 92, mình sẽ qua tiếp câu 93 luôn. Tổng hiệu sao có chia hết cho 2 không? Và có chia hết cho 5 hay không? Vì mình câu 93 này mình sẽ kiểm tra xem tổng, xem hiệu có chia hết cho 2 không? Và sau đó mình kiểm tra chia hết cho 5 không? Hay sẽ làm câu A chứ nha. Như vậy mà câu A là 136 cộng cho 420. Như vậy mình thấy là tận cùng bên đây là 6, bên đây là 0. 6 cộng 0 là 6. Như vậy tổng sẽ là chơi chữ số mà có số tận cùng sẽ là 6 nên sẽ chia hết cho 2 nhưng mà không chia hết cho 5, đúng không này? Giờ tiếp theo là mình sẽ câu B là 625 trừ cho 450. Như vậy mình thấy là 625 tận cùng là 5 sẽ chia hết cho 5. 450 tận cùng cũng là 5 nên tận cùng là 0 nên chia hết cho 5. Như vậy hiệu sẽ chia hết cho 5. Tiếp theo 625 sẽ không chia hết cho 2 vì tận cùng là số lẻ. 450 là tận cùng số chẵn nên sẽ chia hết cho 2. Nên kết luận là hiệu sẽ không chia hết cho 2.
Giờ tiếp theo là câu C. Như vậy mình thấy là tích là có số 2 thì sẽ chia hết cho 2. 42 tặng cùng là số chẵn là cũng nên chia hết cho 2. Nên tổng sẽ chia hết cho 2. Giờ tiếp theo là mình thấy là cái tích này có số 5 mà chẵn thì sẽ chia hết cho 5. 42 tặng cùng là 2 chắc chắn sẽ không chia hết cho 5. Nên tổng cũng không chia hết cho 5. Tiếp theo là câu D. Mình thấy là tích này có số 2 sẽ chia hết cho 2. 35 tặng cùng là số lẻ không chia hết cho 2 nên hiểu sẽ không chia hết cho 2 nha. Tiếp theo mình thấy tích này có số 5 nên sẽ chia hết cho 5. 35 tặng cùng là 5 nên sẽ chia hết cho 5. Nên hiểu sẽ chia hết cho 5 nha. Giờ như vậy là mình xong câu 93, mình sẽ qua tiếp câu 94. Giờ tiếp theo là câu 94 không thực hiện phép tính, phép chia nha. Hãy tìm số dương khi chia mỗi số sao cho 2 và cho 5 nha. Giờ như vậy mình ta có là các số mà chữ số tận cùng là số chẵn thì sẽ chia hết cho 2 đúng không? Tận cùng số lẻ chia 2 thì sẽ dư 1 nha. Như vậy mình thấy sẽ là 813. Do đó các số là 264 và 736 sẽ chia hết cho 2 đúng không? Quy tặng cùng là số chẵn. Và 813 và 6547 là số lẻ nên chia 2 dư 1. Giờ tiếp theo mình kiểm tra chia hết cho 5 hoặc không dư bao nhiêu. Tiếp theo là 813 thì mình phân tích ra là 810 cộng cho 3. Mình thấy 810 tặng cùng là 0 sẽ chia hết cho 5. Còn 3 này sẽ nhỏ hơn 5. Nên 813 chia cho 5 sẽ dư 3 đó. Số 3 này nhỏ hơn 5 thì dư sẽ là dư số 3 luôn đúng không? Tiếp theo là 284 thì mình sẽ phân tích ra là tổng là 280 cộng 4. Mình thấy là 280 sẽ chia hết cho 5 thì tặng cùng là số 0. 4 nhỏ hơn 5. Nên 284 chia cho 5 sẽ dư 4 nha. Dư cái số này luôn. Tiếp theo là 736 mình phải phân tích hình tổng là 335. 735 cộng 1. Như vậy 735 thì sẽ chia hết cho 5 vì tặng cùng là 5. 1 nhỏ hơn 5 nên 735 chia 5 sẽ dư 1 nha. Tiếp theo là 6547. Mình phân tích hình tổng sẽ là 6545 cộng 2. Thì mình thấy là 6545 sẽ chia hết cho 5 vì tặng cùng là 5. 2 nhỏ hơn 5 nên mình lấy 6547 chia 5 sẽ dư cái số 2 này luôn. Đúng không? Giờ như vậy mình xong câu 94 nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.